Hello, xin chào tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu video này, mình muốn chia sẻ rằng mình từng là một đứa vô cùng lười đọc sách. Nhưng kể từ khi mình hoàn thành xong quyển sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, mình lại bắt đầu cảm thấy việc đọc sách khá là thú vị. Cho nên hôm nay, mình quyết định giới thiệu cho các bạn quyển sách này và mong rằng các bạn cũng thích quyển sách này như mình nhé. Câu chuyện như những trang nhật ký về cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều. Thiều đang là học sinh lớp 7, sống ở một vùng quê nghèo, cùng với người em trai tên là Tường. Tường là một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung, rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với nhiều loài động vật, gồm cả sâu bọ, rắn rết. Cậu bé sống nội tâm, ham đọc sách và rất say mê những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là chuyện cóc tía. Chính vì vậy mà cậu nuôi nấng một con cóc dưới gầm giường và đặt tên nó là Cu Cậu. Trong khi đó, Thiều vốn là một người hướng ngoại, khá tinh quái, đã nhiều lần vô tình để em mình chịu tay bay vả gió sau những trò nghịch phá do chính mình bày ra. Thiều cũng rất nhiều lần tỏ ra hẹp hòi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương em mình và là một người hào hiệp. Ngoài ra còn xoay quanh cuộc sống của những tuyến nhân vật khác là người thân, bạn bè và hàng xóm của hai anh em như chú Đàn, chị Vinh, Mận, Xin, v.v. Để biết tình tiết chuyện ra sao, xin mời mọi người hãy tìm đọc đến quyển sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhé. Quyển sách gồm 81 chương, nhưng bạn đừng lo lắng, tác giả Nguyễn Nhật Ánh sẽ không để bạn ngủ gật khi đang đọc sách đâu. Ngôn ngữ của ông sử dụng vô cùng lôi cuốn và gần gũi, câu chuyện là những tiếng cười nhẹ nhàng trước sự hồn nhiên của bọn trẻ, xót thương trước những biến cố, tò mò về những câu chuyện rùng rợn bí ẩn, rung động trước những nét đẹp nhẹ nhàng và cả ấm lòng trước những tình cảm thiêng liêng quý báu. Chuyện mang cho người đọc một đôi mắt trẻ thơ với những trò chơi thợ thơ ấu. Cùng với đó, ta còn thấy được nổi bật lên là tình thân, tình làng nghĩa xóm và cả những rung động tâm tư tuổi mới lớn và đặt ra vấn đề về đạo đức như sự vô tâm hay cái ác. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm này được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành phim năm 2015, phải không nào? Sách từ lâu đã là một người bạn chân thành, nhưng không biết từ bao giờ mà giới trẻ đã lãng quên đi người bạn tuyệt vời này. Ngày nay, khi công nghệ đã phát triển, chúng ta sống trong thời đại 4.0. Văn hóa đọc đối với giới trẻ hiện nay có thể nói là một cụm từ khá xa lạ. Đối với họ, việc đọc sách lại trở nên vô cùng khó khăn khi có nhiều thứ ở bên cám dỗ họ như là TV, laptop hay điện thoại cảm ứng. Giới trẻ có thể dành 3-4 tiếng đồng hồ để xem phim, nghe nhạc, chơi điện tử, chat trên mạng xã hội, nhưng thật khó để bỏ ra 30 phút đọc một quyển sách. Có lẽ là do công nghệ quá hiện đại đã thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, để rồi khó thoát khỏi những món đồ công nghệ. Tôi cũng từng như thế, từng bị cám dỗ bởi những món đồ công nghệ không lối thoát, từng sợ cái cảm giác phải vùng vẫy và bị choáng ngợp trong những con chữ trên trang sách. Nhưng tin tôi đi, cố gắng từng chút một, từng ngày, chúng ta sẽ có được thói quen đọc sách. Theo như lời của tác giả Rosie Nguyễn trong quyển sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, những thói quen tốt tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Đọc sách cũng vậy, nếu có thể ngày hôm nay những kiến thức trong quyển sách mà bạn đang đọc vẫn chưa thể giúp gì cho bạn, nhưng biết đâu sau này nó sẽ trở thành một công cụ đắc lực trong công việc và cuộc sống nữa. Nếu bạn vẫn chưa có thói quen đọc sách, hãy bắt đầu từ bây giờ, không bao giờ là quá muộn cả. Và quyển sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một trong những lựa chọn tuyệt vời để bạn có thể bắt đầu con đường đọc sách của mình. Cố lên nha! Tôi thấy lặng
Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này. Bye.